đón không khí lạnh, khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận của đồng bằng Bắc Bộ giảm nhiệt đột ngột từ 40 độ C xuống 25 đến 27 độ, tạo nên sự chênh lệch 10 tới 15 độ C, thấp hơn so với ngày 30 tháng 4. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh ảnh hưởng đến một số nơi tại vùng núi phía Bắc. Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 30 tháng 4 đến 3 giờ ngày 1 tháng 5 có nơi trên 50mm như Yên Phong, Hà Giang 60,4mm, Dương Quang, Bắc Cạn 57,4mm. Trong hôm nay, mùng 1 tháng 5, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, rồi sau đó đến một số nơi tại Thanh Hóa, Nghệ An. Cũng từ hôm nay, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An nắng nóng chấm dứt, khu vực Hà Tĩnh, Quảng Trị nắng nóng dịu dần. Trong đó ở Bắc Bộ, nền nhiệt giảm mạnh khoảng 10 độ, với mức cao nhất chỉ còn 31 độ, khu vực Tây Bắc giảm 4-5 độ. Cơ quan khí tượng lưu ý, mưa dông sau đợt nắng nóng dài ngày có thể xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh làm gãy đổ cây xanh, hư hại nhà cửa, úng ngập đô thị. Do vậy, người dân cần theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo dự báo thiên tai, thời tiết để chủ động phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại. Do trời nắng nóng hơn 40 độ C, gió phơn Tây Nam thổi mạnh, đám cháy nhanh chóng lan rộng và rất khó kiểm soát. Trong những ngày vừa nắng nóng cao điểm vừa qua, lửa đã thiêu rụi nhiều hecta rừng tại hai huyện của tỉnh Nghệ An, nơi có diện tích rừng lớn nhất tỉnh này nói riêng và khu vực miền Trung nói chung. Theo đó, vào sáng 30 tháng 4, một đám cháy lớn bùng phát tại khu vực rừng thuộc địa bàn xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Ủy ban nhân dân huyện Thanh Chương nhanh chóng huy động lực lượng dập lửa. Do thời tiết nắng nóng, gió Tây Nam thổi mạnh nên đám cháy nhanh chóng lan rộng ra khu vực thị trấn Nam Đàn và xã Nam Thái thuộc huyện Nam Đàn, Nghệ An. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ gồm quân đội, kiểm lâm, công an và chính quyền nhân dân địa phương được huy động xuyên đêm để dập lửa, ngăn đám cháy lan rộng xuống khu dân cư và một số công trình bên quốc lộ 46A. Tuy nhiên, do địa hình dốc, hiểm trở, có nhiều thực bì, cây bụi rậm rạp nên việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều hộ dân dưới chân gần vùng xảy ra cháy rừng được chính quyền khuyến cáo chủ động di rời tài sản. Khi có lệnh thì sơ tán để phòng rủi ro. Đến rạng sáng nay, mùng 1 tháng 5, đám cháy cơ bản được khống chế. Theo thống kê sơ bộ, có khoảng hơn 10 hecta rừng sản xuất tại huyện Thanh Chương và Nam Đàn bị cháy rụi. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Thanh Chương, bước đầu đã xác định được 3 đối tượng đốt thực bì trên địa bàn gây nên vụ cháy rừng nói trên. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ. Tại Nghệ An mấy ngày qua, nắng nóng kéo dài, phổ biến từ 38 tới 40 độ C, nhiều nơi còn hơn 40 độ C. Cảnh báo cấp cháy rừng trên các khu vực rừng địa bàn tỉnh từ ngày 27 tháng 4 đến mùng 2 tháng 5 từ cấp 3 là cấp cao đến cấp 4 là cấp cực kỳ nguy hiểm. Những ngày này, bất kể thời tiết ở tỉnh Quảng Nam nắng nóng gay gắt lên tới hơn 40 độ C, nhiều người dân tại huyện vùng cao Phước Sơn, Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam vẫn miệt mài xuống sông để đãi vàng. Dầm mình dưới nước hàng giờ đồng hồ trong điều kiện nắng nóng gay gắt. Nếu may mắn, người dân vùng cao Quảng Nam có thể kiếm được vài trăm ngàn đồng một ngày. Tại đoạn sông Trường chảy qua xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn, giữa nắng nóng như thiêu như đốt, nhiều người dân gồm cả trẻ nhỏ trầm mình dưới dòng nước đục để đãi cát tìm vàng. Sau khi dùng xẻng xúc cát đá dưới đáy sông lên, họ cho vào chiếc rổ trên máng rồi múc nước để dội. Nước đẩy cát trôi, đá lớn nằm lại trong rổ, còn vàng sẽ dính lại tấm vải và thảm nhựa. Sau vài lượt đãi trên máng, người dân đem tấm vải nhung, thảm gai hoa cúc rũ sạch vào mâm gang hình giống chiếc nón để lấy vàng. Sau khi đãi ra vàng cám, người dân bỏ vào chén sứ rồi đem về nhà, tiếp đó sẽ dùng thủy ngân để tách lấy vàng nguyên chất. Người dân cho biết công việc đãi vàng khá vất vả vì thường phải ngâm mình dưới nước hàng giờ, luôn phải khom lưng nên đau mỏi toàn thân, đòi hỏi người làm phải có sức khỏe rất tốt. Nếu may mắn, mỗi ngày một người đãi vàng sa khoáng có thể kiếm được từ 200 tới 300 ngàn đồng, ngày ít hơn được khoảng 100 ngàn đồng. Thưa quý vị, thời điểm này các địa phương khu vực phía Nam đang triển khai sản xuất vụ hè thu năm 2024. Tuy nhiên, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, nguy cơ thiếu hụt nguồn nước có thể xảy ra. Ngành nông nghiệp đang phải cân đối nguồn nước để đảm bảo vụ sản xuất này hiệu quả. Ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Theo kế hoạch, vụ hè thu năm nay, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu canh tác hơn 3.000 hecta lúa. Do nắng nóng kéo dài nên nông dân đang chờ nguồn nước phân bổ của trạm thủy nông mới tiến hành giao xạ. Ngành nông nghiệp cũng khuyến cáo nông dân lựa chọn giống phù hợp, thời gian sinh trưởng ngắn,
để hạn chế bất lợi của thời tiết, nguồn nước. Mà nắng nóng kéo dài á, thì nông dân cũng lo lắm. Lo sợ gieo trễ là một, hai nữa vấn đề là gieo nhiều khi bị mất nước, thiếu nước, hụt nước. Vụ hè thu năm nay, huyện Long Điền dự kiến xuống giống 935 hectare lúa. Trước nguy cơ thiếu hụt nguồn nước, chỉ một số diện tích chủ động được nguồn nước thì nông dân mới được tiến hành gieo xạ. Còn phần lớn diện tích chưa gieo xạ mà đợi đến chính vụ tháng 5, tháng 6 khi có mưa xuống. Bên thủy lợi nó rót về, bơm vô đặng có, đặng gieo sới, đặng gieo dòng. Vụ hè thu 2024, toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu dự kiến xuống giống hơn 6.300 ha lúa, trong đó lúa hè thu sớm 106 ha và hè thu chính vụ gần 6.230 ha. Hiện trữ lượng nước tại 17 hồ chứa trên địa bàn tỉnh này chỉ còn khoảng 105 triệu mét khối, đạt 40% dung tích thiết kế và chỉ bằng 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước thực trạng nắng nóng tiếp tục kéo dài, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu Trung tâm Quản lý Khai thác Công trình Thủy lợi tỉnh phối hợp với các địa phương tính toán, cân bằng nước, từ đó vận hành tối ưu, hiệu quả các hệ thống thủy lợi, áp dụng phương pháp cấp nước luân phiên tại tất cả các hệ thống công trình thủy lợi để điều phối nước, chống thất thoát lãng phí. Song song với đó, đề nghị nông dân áp dụng các biện pháp tưới nước tiết kiệm để sản xuất vụ hè thu thuận lợi, hiệu quả. Sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm 2024, công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 kéo dài 4 ngày liên tiếp, từ thứ Bảy ngày 31 tháng 8 đến hết thứ Ba ngày mùng 3 tháng 9. Theo thông báo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 từ thứ Bảy ngày 31 tháng 8 đến hết thứ Ba ngày 3 tháng 9. Đợt nghỉ này bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 2 ngày nghỉ cuối tuần. Như vậy, công chức viên chức của các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội được nghỉ tối đa 4 ngày. Người lao động không thuộc các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội. Với dịp nghỉ lễ Quốc khánh, người sử dụng lao động chọn một trong 2 ngày, Chủ nhật mùng 1 tháng 9 hoặc thứ Ba mùng 3 tháng 9. Đây là kỳ nghỉ lễ cuối cùng trong năm 2024 của công chức viên chức, người lao động, kết thúc 11 ngày nghỉ lễ Tết được hưởng nguyên lương. Dù kỳ nghỉ lễ chưa kết thúc, nhưng người dân từ các tỉnh đã bắt đầu quay lại Hà Nội để chuẩn bị cho ngày làm việc học tập sắp tới. Nhiều người quyết định kết thúc sớm kỳ nghỉ lễ, trở lại Hà Nội từ rạng sáng nay, mùng 1 tháng 5 để tránh cảnh ùn tắc trên đường quay về thủ đô. Ngay từ mờ sáng, mùng 1 tháng 5, dù chưa kết thúc kỳ nghỉ lễ, nhưng nhiều người dân từ các tỉnh đã đổ về thủ đô. Tại nhiều bến xe, các phương tiện đỗ chật cứng từ các tỉnh đổ về. Nhiều người lựa chọn kết thúc kỳ nghỉ sớm vì lo sợ cảnh tắc đường kéo dài gây mệt mỏi. Trước đó sáng và trưa ngày 30 tháng 4, tại các bến xe, các tuyến đường dẫn vào nội đô, nhiều người dân lỉnh kỉnh đồ đạc, hành lý để quay về thủ đô dù chưa hết kỳ nghỉ lễ. Tại bến xe Mỹ Đình, Hà Nội, nhiều xe khách đã bắt đầu hoạt động để phục vụ nhu cầu di chuyển của người dân. Nhà chờ xe thông thoáng, không xảy ra tình trạng đông đúc, ngột ngạt hay là chen chúc nhau như trước đợt nghỉ lễ. Trên đường Vành Đai 3 và đường Giải Phóng, nhiều người dân chở theo đồ đạc, hành lý trên xe để chuẩn bị cho ngày làm việc trở lại sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5.